Hello, chào mừng anh em đã đến với Taka Anime. Anh em biết đấy, hầu hết tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua quãng thời gian học đường. Vì vậy, chủ đề về anime tình cảm học đường từ xưa cho đến nay vẫn là chủ đề được khai thác rất sâu vì lượng fan hết sức đông đảo. Anime tình cảm học đường thường được kết hợp với rất nhiều yếu tố như hài hước, ecchi, harem và cả drama để cho chúng thêm phần cuốn hút. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng mình đến ngay với video Top 10 anime tình cảm học đường có view khủng nhất từ trước cho đến nay nhé. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Taka Anime thì nhớ để lại một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vị trí số 10, Nisekoi Falls Love. Thể loại hài hước tình cảm học đường shonen harem. Em sẽ giữ chìa còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau. Và khi đó chúng ta sẽ cưới nhau. Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng. Nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao. Con người là thế, ai cũng mong mọi thứ sẽ có một kết cục tốt đẹp như một câu chuyện cổ tích. Ấy thế mà, những lúc sự thật lại không như con người mong muốn. Rồi cái ngày định mệnh, ngày hai đứa gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ. Câu chuyện bắt đầu khi Raku vào một buổi sáng đẹp trời bỗng bị một cô gái xinh đẹp tên Chitoge cho ăn đầu gối vào mặt. Và từ đây các cô gái sở hữu những chiếc chìa khóa bắt đầu lần lượt xuất hiện khiến cho cuộc sống học đường của cậu bị đảo lộn. Vị trí số 9, Seirei Tsukaino Blade Dance. Thể loại tình cảm học đường hài hước, hành động viễn tưởng siêu nhiên, harem ecchi, seinen. Câu chuyện diễn ra trong một thế giới nơi các linh hồn tồn tại và những trinh nữ mới có đặc quyền giao ước với chúng. Những thiếu nữ này đến những gia đình quý tộc và tập trung tại học viện tinh linh Aresia, một trường chuyên nghiệp nơi họ được đào tạo để trở thành những tinh linh sứ. Tuy nhiên, một thiếu niên nam tên Kamito Kazehaya đã thay đổi mọi thứ. Sau khi nhận được lời mời từ giám đốc học viện Greywood đến học viện tinh linh Aresa, anh lạc đường trong khu rừng tinh linh và tình cờ gặp một cô gái tên là Claire Roach đang thanh lọc mình trong hồ và tất nhiên cô ấy cực kỳ xấu hổ, tức giận nên đã tấn công anh. Kamito có thể tránh được cơn thịnh nộ của cô và phát hiện ra rằng cô có ý định ra ước với một thanh kiếm bị phong ấn. Anh đi cùng cô để cô có thể hướng dẫn anh ra khỏi khu rừng một khi cô đã hoàn thành mục tiêu của mình. Claire cố gắng giao ước với tinh linh kiếm bị phong ấn nhưng không thành công khiến nó phát điên. Để cứu lấy cô ấy, Kamito lập một khế ước với chính thanh kiếm, biến anh ta thành nhà nguyên tố nam duy nhất trên thế giới. Anh ta cũng đã trở thành nhà nguyên tố nam thứ hai trong 1.000 năm. Bất chấp sự thật rằng anh ta đã cứu mạng cô buộc tội anh ta đã đánh cắp tinh linh của cô và khăng khăng rằng anh ta chuộc lỗi bằng cách trở thành tinh linh của cô. Và cuộc sống học đường xung quanh bao bọc toàn nữ chính thức bổ về lấy cậu. Dù đứng ở vị trí số 9 nhưng đây vẫn có thể nói là một bộ anime tình cảm học đường cực kỳ cuốn hút. Khi tác giả kết hợp nhiều yếu tố chiến đấu phép thuật mãn nhãn, nhân vật nữ được xây dựng đa dạng và có cả tính riêng, làm nên harem chất lượng với đầy đủ yếu tố ecchi, đủ làm bạn xịt máu mũi. Seiken Tsukaino World Break. Thể loại tình cảm học đường giả tưởng hành động siêu nhiên harem. Tiếp tục lại là một bộ anime tình cảm học đường kết hợp với hành động chiến đấu nữa nằm trong danh sách view cao mà bạn không thể bỏ qua. Chuyển thể từ một light novel cùng tên, câu chuyện lấy bối cảnh từ một trường phổ thông tư nhân chuyên đào tạo các đấng cứu thế, những thanh niên với những ký ức của kiếp trước. Một số họ là các Shirogane chiến đấu với kẻ thù bằng các vũ khí và tuyệt kỹ bắt nguồn từ năng lực Kurana có trong cơ thể. Một số khác là Kuroma, tiêu diệt kẻ thù bằng ma thuật để điều khiển năng lực mana có thể vượt lên cả giới hạn vật lý. Một thiếu niên tên là Moroha Haimura gia nhập ngôi trường này. Cậu là người đầu tiên trong lịch sử với quá khứ kiếp trước của cả Shirogane và Kuroma.
trí số 7, Kagakuna Yashura, thể loại tình cảm học đường hài hước ecchi viễn tưởng seinen. Anime này được đề xuất cho những anh em đã đủ tuổi hành sự nha. Haruki là một thanh niên có hai người bạn không bình thường. Ayana được chuyển đổi, có tai và đuôi của một con chó và cô cũng có vòng một cực khủng. Ari, một cô gái người máy và cô có cả tấn các loại máy móc cơ khí. Câu chuyện bắt đầu khi Ayana và Ari, cả hai đều muốn Haruki vào câu lạc bộ của mình và Haruki phải chọn một trong hai. Câu lạc bộ của Ayana là câu lạc bộ biến đổi sự sống trong khi Ari làm những điều khoa học chi tiết với máy móc cơ khí. Nỗ lực của họ để thuyết phục Haruki và họ thường có xu hướng lôi kéo cậu bằng mọi cách. Haruki sẽ có một cuộc sống học đường nguy hiểm và kỳ lạ. Vị trí số 6, Absolute Duo, thể loại hành động ecchi học đường harem tình cảm và siêu nhiên. Được chuyển thể từ một light novel cùng tên, sau khi mất đi người mà mình yêu quý, Toru Kononoe quyết định học tại học viện Koryu để học cách sử dụng Blaze, hỏa diệm, một loại vũ khí mà vật chủ chính là linh hồn của người sử dụng. Nhưng đáng lòng thay, số phận cậu lại đen hơn cả đêm 30 nên không nhận được gương, giáo, mát như là bao người khác mà lại nhận được một cái khiên. Trường sử dụng hệ thống đùa đặc biệt, trong đó sinh viên được chỉ định làm đối tác. Thor được ghép đôi với Julie Sigtuna, một cô gái tóc bạc đến từ Scandinavia, và được ở chung phòng với cô. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Vị trí số 5, Shigatsu wa Kimi no Uso, thể loại drama học đường tình cảm, Blu-ray và âm nhạc. Được chuyển thể từ một manga cùng tên của tác giả Naoshi Arakawa, chuyện kể về Arima Kousei, vốn là một thần đồng dương cầm nhưng mà từ khi mẹ cậu qua đời thì cậu ngừng chơi. Những cảm xúc đan xen khiến cho cuộc sống của cậu trở nên khó khăn và đầy nhàm chán. Cho đến khi cậu gặp được Miyazono Kagori, một nghệ sĩ vĩ cầm cá tính, xinh đẹp, hoạt bát thì mọi chuyện đã thay đổi. Anime là những giây phút hài hước kết hợp với những cảm xúc hết sức sâu lắng làm nên một bộ anime tình cảm học đường huyền thoại trong lòng mỗi người xem. Và chắc chắn rằng đây là một bộ anime cực kỳ hay và ý nghĩa mà bạn không được bỏ qua đâu nhé. Trinity 7, thể loại hành động hài hước, ecchi phép thuật, học đường, shounen, harem tình cảm, fantasy và siêu nhiên. Một thanh niên bình thường với sở thích trêu gái đang sống cùng người em họ của mình. Một ngày đẹp trời có một cô gái ngực bực đến và nói rằng khu vực của anh đang sống đã bị phá hủy và mọi thứ kể cả đứa em gái kia chỉ là ảo ảnh. Cô bắt thanh niên chọn một là dao Grimoire hay là chết. Nhưng thanh niên cứng của chúng ta đã quyết định cho mình một phương án thứ ba rằng anh sẽ học để trở thành một pháp sư tại ngôi trường mà chính cô gái ngực bự kia làm giáo viên để có thể cứu được thế giới khỏi bị diệt vong và cứu cả em gái mình. Rồi lại một ngày đẹp trời khác, anh ấy phát hiện ra mình là bố đời và có thể cho mình một dàn harem 7 người bao gồm cả cô nàng ngực bự kia. Thanh niên thích trêu gái sẽ làm gì đây khi xung quanh là 7 cô gái xinh đẹp? Có lẽ chôn họ đến tức chết sao? Nghe đến đây thôi thì hẳn các bạn cũng thừa hiểu là sao anime tình cảm học đường này lại hút view cực mạnh đến như vậy đúng không nào? Vị trí số 3, Dead Alive Series, thể loại hài hước meta học đường harem tình cảm viễn tưởng. 30 năm về trước, một hiện tượng kỳ lạ được gọi là Space Quake, tạm dịch là không chấn, đã tàn phá trung tâm đại lục Á-Âu, đe dọa mạng sống của ít nhất 150 triệu người.
Từ đó những trận không chấn nhỏ hơn đã làm thế giới trở nên bất thường. Shido Isuka là anh chàng bên nhà ta có khả năng bí ẩn có thể phong ấn tinh linh, tuy nhiên điều kiện phong ấn là làm cho họ yêu cậu. Series Dead Alive là chuỗi hành trình chinh phục các cô gái tinh linh của cậu Men với đa dạng màu sắc cá tính trong harem, yếu tố cốt truyện cũng gây thu hút và không ngạc nhiên khi anime này nằm trong top anime view khủng. Vị trí số 2, Mahouka Koko no Retosei. Thể loại hành động phép thuật học đường tình cảm viễn tưởng siêu nhiên. Câu chuyện lấy bối cảnh của một thế giới mà phép thuật không phải là một câu chuyện cổ tích mà chúng đã tồn tại gần 100 năm. Và một sân trường trung học phép thuật chào đón những học sinh mới và tên của những học sinh xuất sắc với điểm số cao được gọi là Bloom, trong khi những học sinh thay thế Bloom là Wheat. Anh em nhà Tatsuya và Miyuki Shiba được xếp hạng lần lượt là Wheat và Bloom. Miyuki được danh hiệu Bloom vì điểm số ấn tượng của cô, trong khi Tatsuya được gọi là Wheat vì điểm thực hành phép thuật kém cỏi của cậu. Tatsuya, người đàn ông trẻ tuổi có ý chí nhìn xa trông rộng, và Miyuki, cô gái có tình cảm với anh trai mình vượt trên cả tình anh em. Từ khi hai người bước chân vào cánh cổng của ngôi trường tài năng này, sự yên bình vốn có của ngôi trường bắt đầu bị rơi vào hỗn loạn. Có thể nói đây là một bộ anime tình cảm học đường có view chỉ trong một season khủng nhất hiện tại. Nhưng nếu bạn đã thưởng thức qua bộ anime này rồi thì chắc chắn sẽ hiểu lý do tại sao mà bênh cuốn người xem đến như vậy thôi. Vị trí số 1 High School DxD Series. Thể loại hành động hài hước ecchi học đường shonen harem romance demons. Anime tập trung vào Issei, bắt đầu với những ngày tồi tệ của cuộc đời cậu. Issei không chỉ bị giết bởi một cô gái, hóa ra là một thiên thần sa ngã trong lần hẹn hò đầu tiên, mà cậu được đưa trở lại cuộc sống để làm người hầu cho một con quỷ. Issei được yêu cầu trở thành một phần của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí. Issei sẽ có cuộc sống mà cậu mong muốn trong khi phục vụ một con quỷ gợi cảm và tiếp xúc với các thiên thần. Mơ ước duy nhất của Issei là nhìn trộm nhiều cô gái và tạo ra harem của riêng mình. Nhưng liệu cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình khi mà buộc phải làm người hầu của quỷ hay không? Ác quỷ, thiên thần, con người chùm trốn trong ngôi trường trung học. Issei biến thái khiến High School DxD trở thành một series hấp dẫn nhất và đáng xem nhất. Trên đây là top 10 anime tình cảm học đường có view khủng nhất từ trước đến nay mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video ở đây cũng là hết bao rồi, các bạn có ủng hộ mình tiếp tục làm những series về anime tình cảm học đường hay không? Hãy để lại bình luận cho Taka Anime biết nhé. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh Taka Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!